Cách tìm chồng của bạn qua bản đồ sao cá nhân dành cho nữ. Trước tiên hãy nhìn vào mặt trời. Mặt trời là hành tinh nam tính và là hành tinh cai quản quan trọng trong chiêm tinh. Nó cũng đại diện cho những người đàn ông quan trọng trong cuộc đời bạn, trong đó có cha và chồng. Vì vậy, khi xem thông tin của nửa kia, nhất thiết phải xem mặt trời của đối phương. Mặt trời ở cung sư tử thì nó đang ở vị trí đắc hoặc ở bạch dương cũng là vị trí vượng. Nói dễ hiểu thì mặt trời đang ở cung tốt nhất đối với nó. Nếu rơi vào hai cung này thì dễ gặp phải một đối tác tốt, tỏa sáng. Ngược lại, mặt trời sẽ suy yếu ở cung thiên bình hoặc bảo bình. Nữa còn lại có thể sẽ không quá gắn bó với bạn. Cung hoàng đạo sẽ cho bạn biết bạn thích một người như thế nào, xinh đẹp, thông minh, nhẹ nhàng hay mạnh mẽ. Sau khi xem xong mặt trời ở cung hoàng đạo nào, thì chúng ta sẽ xem tiếp mặt trời đang ở nhà nào. Nếu mặt trời rơi vào nhà góc, các nhà 1, 4, 7 và 10 sẽ làm tăng sức mạnh của mặt trời, trong khi các nhà 3, 6, 9 và 12 sẽ làm sức mạnh của mặt trời yếu đi. Sau đó sẽ xét đến các góc chiếu của mặt trời. Khía cạnh tích cực của mặt trời và mặt trăng tượng trưng cho sự hòa hợp trong giao tiếp tình cảm giữa vợ chồng. Mặt tiêu cực có thể dẫn đến bất đồng quan điểm, thường xảy ra cãi vã, người kia có thể hay cằn nhằn. Góc chiếu giữa mặt trời và sao kim sẽ cho bạn biết bạn muốn một tình yêu như thế nào, vẻ ngoài, bạn có thích ăn diện hay không. Góc chiếu của mặt trời và sao mộc sẽ cho biết khả năng tương thích của hai người. Đối tác của bạn có thể tự do, dễ dãi và lạc quan, sẵn sàng chi tiền cho bạn. Góc chiếu của mặt trời và sao hỏa sẽ cho bạn biết đối tác là người nhanh nhẹn hay là người nóng nảy, hành động bộc chộp hay chậm rãi. Góc chiếu giữa mặt trời và sao thổ thì người đó sẽ mang những đặc điểm của sao thổ, ổn định, lớn tuổi và là người chăm chỉ hay không. Còn nếu bạn muốn biết nửa còn lại năng động, thông minh, tư duy nhanh nhạy hay không, coi góc chiếu mặt trời và sao thủy. Người đó sẽ khá là kiểm soát nếu có góc chiếu mặt trời và sao dương vương. Trong số các góc chiếu này, khía cạnh tích cực có thể dễ dàng phát huy sức mạnh tích cực của hành tinh, trong khi khía cạnh tiêu cực không hoàn toàn xấu, nhưng dòng năng lượng không đủ trơn cho nên dễ phát huy những phẩm chất tiêu cực. Sau khi xét mặt trời thì mình sẽ xét đến nhà thứ 7 trong bản đồ sao cá nhân. Nhà thứ 7 là nhà của sự hợp tác giữa vợ chồng, cũng quan trọng không kém khi nhìn vào hôn nhân và nửa kia. Bởi vì nhà 7 và nhà 1 là những nhà đối lập nhau nên nhà 1 tượng trưng cho trạng thái của chính chúng ta, còn nhà 7 tượng trưng cho những đặc điểm của nửa kia mà chúng ta mong đợi. Nhà này thường được cho là điều quan trọng nhất về sự bổ sung giữa chồng vợ. Nếu cung hoàng đạo ở đỉnh nhà 7 tượng trưng cho người bạn đời phù hợp với bạn, thì hành tinh rơi vào cung 7 tượng trưng cho tình trạng hôn nhân. Là hành tinh thống trị nam tính, mặt trời ở nhà 7 có nghĩa là hôn nhân đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của bạn và người bạn đời của bạn có thể là điều mà bạn tự hào. Tất nhiên, nếu mặt trời ở cung thiên bình hoặc bảo bình và tạo góc xấu sẽ dễ phát triển những tính xấu, nửa còn lại có thể dễ quá kiêu ngạo, tự mãn và có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ trong hôn nhân. Nếu mặt trăng ở nhà 7 thì hôn nhân thường mang tính chất gia đình. Có lẽ người này sẽ muốn tìm một người có cảm giác thuộc về gia đình để kết hôn, đồng thời sẽ đặc biệt phụ thuộc vào nửa kia trong cuộc sống hôn nhân, người đó cũng sẽ thể hiện phẩm chất của một người mẹ, dịu dàng và tinh tế. Nhưng vì mặt trăng là hành tinh nữ tính nên tâm trạng nhất định sẽ có những thay đổi thất thường, tùy vào góc chiếu, mặt trăng thuộc cung hoàng đạo nào mà nửa còn lại có thể dễ dàng quá nhạy cảm và thiếu sự đồng cảm, nam tính mà một người đàn ông nên có. Chủ quản nhà 7 là sao kim, vậy nên nó sẽ phát huy mặt tích cực khi ở nhà 7. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy đối tượng mình yêu thích và thu hút đối tác lý tưởng của mình, cả người và của cải. Lý do chính dẫn đến cuộc hôn nhân hòa thuận, tất nhiên là bởi vì người có sao kim nhà 7 thích một người bạn đời có nhân cách tốt và khí chất tốt, hòa hợp với nhau tạo nên không khí hòa thuận trong hôn nhân. Tuy nhiên, nếu sao kim nghịch hành hoặc góc chiếu không thuận lợi sẽ khó đóng vai trò tích cực. Ví dụ nếu sao kim ở nhà 7 lục hợp với cặp thiên vương trùng tụ hải vương ở nhà 5, thì bạn sẽ dễ lý tưởng hóa, huyễn hoặc bản thân về tình yêu, hôn nhân, người bạn đời của mình. Nếu sao thủy ở nhà 7, sự giao tiếp trong hôn nhân đóng vai trò rất quan trọng. Hai người không chỉ là vợ chồng mà còn là bạn tốt. Tuy nhiên sao thủy nghịch hành hoặc sao thủy bọ cạp tạo góc chiếu xấu có thể khó chia sẻ quan điểm cá nhân, kiểm soát đối phương, đa nghi dẫn đến bất ổn trong cuộc sống hôn nhân. Là hành tinh may mắn, sao mộc ở nhà 7 còn báo hiệu sự may mắn trong hôn nhân, dễ tìm được bạn đời tốt và thu được lợi ích về vật chất hoặc địa vị. Tâm lý trong hôn nhân cũng rất lạc quan, tùy vào góc chiếu mà sao mộc sẽ đóng vai trò tiêu cực, dễ lạc quan quá mức, nửa còn lại có thể quá cường điệu, lãng phí và bạn có thể trải qua nhiều cuộc hôn nhân. Sao hỏa ở nhà 7, khía cạnh tích cực là sẽ bộc lộ mặt đam mê. Bạn có thể bước vào hôn nhân một cách bốc đồng và thu hút đối tác bằng những hành động mạnh mẽ. Khi có quá nhiều khía cạnh tiêu cực như hỏa đối mun thì việc cãi vã trong hôn nhân là điều khó tránh khỏi. Sao thổ nhà 7 có tác dụng trì hoãn hôn nhân nên dễ dẫn đến kết hôn muộn. Tuy nhiên sao thổ cũng tượng trưng cho sự ổn định nên cuộc sống sau khi bước vào hôn nhân sẽ ổn định, dài lâu. Với sao thiên vương ở nhà 7, khả năng xảy ra một cuộc hôn nhân chớp nhoáng là rất cao và rất dễ thu hút một đối tác lý trí và đưa ra những thay đổi mang tính đổi mới vào cuộc hôn nhân. Sao hải vương rơi vào nhà 7, cuộc sống hôn nhân đầy mộng ảo,
nhưng vì ảo tưởng quá nhiều nên dễ trở nên viển vông, thất vọng vì khoảng cách, cưới nửa kia vì thương cảm. Còn sao Diêm Vương rơi vào nhà 7, bạn và đối phương sẽ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn về mong muốn kiểm soát lẫn nhau, đồng thời bạn cũng dễ cảm thấy tồi tệ trong cuộc hôn nhân của mình. Đó cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ tái hôn cao. Sau khi nói về các hành tinh trong nhà 7, chúng ta hãy nói về chủ quản của nhà thứ 7, là hành tinh chủ quản cung hoàng đạo ở đỉnh nhà 7. Dưới đây là bảng hành tinh chủ quản từng cung hoàng đạo: mặt trời chủ quản sư tử, mặt trăng chủ quản cự giải, sao thủy chủ quản song tử và xử nữ, sao kim chủ quản kim ngưu và thiên bình, sao hỏa chủ quản bạch dương, sao mộc chủ quản nhân mã, sao thổ chủ quản ma kết, sao thiên vương chủ quản bảo bình, sao hải vương chủ quản song ngư, sao diêm vương chủ quản bạo cạp. Nếu cung mộc là đặc điểm mà người ngoài nhìn thấy thì nhà 7 là tính cách tiềm ẩn bên trong, và đó cũng là đặc điểm thu hút nửa kia của bạn một cách tự nhiên, chẳng hạn như sư tử ở đỉnh nhà 7. Tính cách của nửa còn lại là hướng ngoại, vui vẻ và nhiệt tình, hành tinh chủ quản là mặt trời, họ cũng thích sự kịch tính và sôi nổi. Trong cuộc sống hôn nhân, chẳng hạn, nếu cung 7 của bạn là song tử, bạn đời của bạn sẽ là người có tính cách hướng ngoại, vui vẻ và nhiệt tình, nhanh nhẹn, thông minh và nói nhiều. Hành tinh chủ quản là sao thủy, đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp trong hôn nhân. Nếu đỉnh nhà 7 là ma kết, đối tác của bạn sẽ lớn tuổi hơn, vững vàng và bảo vệ bạn. Hành tinh chủ quản là sao thổ, vì vậy bạn sẽ có quan điểm tương đối bảo thủ về hôn nhân, không thích những cuộc hôn nhân chớp nhoáng. Chủ quản nhà 7 đương nhiên đại diện cho những đặc điểm của nửa kia mà bạn thích và dễ thu hút, tìm kiếm. Vì vậy, chủ quản nhà 7 đang ở cung hoàng đạo nào cũng sẽ cho bạn biết phương thức bạn gặp người đó và một số đặc điểm sau hôn nhân của bạn. Chủ quản nhà 7 ở nhà 1 thì bạn sẽ được người đó theo đuổi, bị thu hút bởi vẻ ngoài của bạn, thường là đối phương yêu bạn nhiều hơn. Chủ quản nhà 7 ở nhà 2, bạn quen người đó qua bữa tiệc tối, đi ăn, những buổi liên hoan, giao lưu. Là cuộc hôn nhân hai người cùng có lợi, đối phương có thể có kỹ năng quản lý tài chính mạnh mẽ hơn. Chủ quản ở nhà 3 có thể được giới thiệu bởi người thân và bạn bè, hàng xóm, giao tiếp là không thể thiếu trong hôn nhân. Chủ quản ở nhà 4 có thể được bố mẹ giới thiệu và nửa kia cũng sẽ thích ở nhà sau khi kết hôn. Chủ quản ở nhà 5 bạn có thể gặp được người yêu của mình khi đi chơi và đối tác của bạn có thể trẻ hơn bạn. Tất nhiên, cũng có thể đối tác của bạn làm trong ngành giải trí. Liên quan đến nghệ thuật như bạn quen người đó khi đi học vẽ, học đàn chẳng hạn. Chủ quản ở nhà 6 đối tác của bạn có thể đã gặp nhau ở nơi làm việc, cấp dưới, quen qua công việc, danh tiếng hoặc địa vị xã hội có thể thấp hơn bạn. Nếu chủ quản ở nhà 7, bạn gặp người đó qua hợp tác, mai mối, người đó có thể có gia cảnh tốt và hôn nhân hòa thuận. Chủ quản ở nhà 8, bạn quen người đó qua hợp tác kinh doanh chung, đối tác của bạn có thể có hoàn cảnh gia đình tốt hơn bạn và mang đến cho bạn sự giàu có. Đời sống tình dục là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hôn nhân. Chủ quản ở nhà 9, có thể bạn đã gặp nhau khi cùng học đại học, đi du lịch hoặc xa nhà, đi các hoạt động tôn giáo. Hai người có thể không cùng một nơi, hai người đến từ hai nơi khác nhau. Nền tảng gia đình và trình độ học vấn của bạn cao. Cuộc sống hôn nhân đòi hỏi cả hai hiểu biết sâu rộng. Chủ quản ở nhà 10, bạn đời của bạn có thể rất có đầu óc nghề nghiệp, có thể là sếp của bạn. Nếu chủ quản ở nhà 11, bạn có thể gặp bạn đời của mình trong một nhóm bạn bè hoặc trên Internet, hoặc có thể đối tác của bạn đã có con hoặc sắp kết hôn. Còn chủ quản ở nhà 12, bạn có thể gặp qua ứng dụng hẹn hò trực tuyến hoặc lúc ứng tuyển. Có thể là mối tình bí mật, có lẽ có điều gì đó ẩn giấu trong cuộc hôn nhân và sự nghiệp của nửa kia tương đối kín, làm những công việc sau hậu trường như làm dựng phim, quản lý, sức khỏe của nửa kia không được tốt lắm. Xét đến Juno, là một tiểu hành tinh, Juno có ít ảnh hưởng hơn mặt trời và nhà thứ 7, nhưng trong chiêm tinh, nó cũng có thể cho chúng ta biết một số thông tin về hôn nhân và bạn đời. Bề ngoài, tính cách, đặc điểm, địa vị trong hôn nhân của bạn qua cung hoàng đạo mà Juno đang tọa lạc. Tương tự, Juno cũng có vị thế thịnh vượng và suy yếu, thăng hoa ở thiên bình và song ngư, suy yếu ở bạch dương, xấu ở bảo bình. Ví dụ nếu ở thiên bình thì có nghĩa là đối phương có thể có ngoại hình ưa nhìn, cuộc sống hôn nhân cũng sẽ tốt đẹp hơn. Juno ở bạch dương sẽ dễ gây ra một số cãi vã, giận dữ, trong khi bảo bình lại quá độc lập và lý trí để hòa hợp với nhau, luôn cảm thấy thiếu chút gì đó như sự dịu dàng trong hôn nhân. Các cung hoàng đạo khác bạn có thể tự suy nghĩ, Juno cự giải thì người đó sẽ có tố chất hướng về gia đình. Nếu cung hoàng đạo là ma kết thì nửa còn lại sẽ thực dụng hơn. Juno bạo cạp, đối phương sẽ có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ và hay nghi ngờ trong hôn nhân. Sau khi nói đến cung mà Juno đang ở, còn có vị trí của Juno. Nếu Juno ở nhà 1 thì thông thường bạn có mối quan hệ tốt với người khác giới và hầu hết bạn đời đều là người cầu hôn bạn. Juno nhà 2, bạn bị ám ảnh bởi sự ổn định vật chất. Bạn hoặc đối phương, nếu kết hôn vì tiền, sẽ coi bạn đời như tài sản riêng của mình. Và sau khi kết hôn, bạn cũng có thể chú ý đến tiền bạc hơn. Nếu ở nhà thứ 3, có thể quen từ thời học sinh, thường tìm được bạn đời có tài ăn nói hơn nhưng cũng dễ bị đối phương lừa dối bởi tài ăn nói của họ. Giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong hôn nhân. Nếu ở nhà 4, người đó là hàng xóm hoặc được gia đình giới thiệu.
bạn sẽ chú ý đến cuộc sống sau hôn nhân hơn, môi trường gia đình của đối phương. Nếu ở nhà nam gặp nhau qua những cuộc vui, giải trí, có thể đến với nhau vì vui vẻ. Nếu ở nhà sáu thì rất có thể đối tượng kết hôn là người đồng nghiệp, đối phương sẽ chăm sóc bạn hơn, người đó khá kỹ tính. Nếu ở nhà bảy thì đây cũng là ngôi nhà thoải mái nhất đối với Juno, người bạn đời của bạn ưa nhìn, hôn nhân sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của bạn. Nếu Juno ở nhà thứ 8 thì đối phương quan tâm nhiều hơn đến khả năng tình dục, là người khá giàu có, dù sau thành vợ chồng anh ấy cũng có thể không cần xin tiền bạn, bạn cũng có thể trải qua kiểu tình yêu chia tay rồi quay lại với nhau, người đó giỏi thao túng. Nếu rơi vào nhà 9 thì đối tác có thể đến từ một nơi hoặc đất nước khác, tôn giáo khác, có trình độ học vấn tương đối cao nên cũng cần bạn hiểu biết rộng để có trò chuyện với người đó. Nếu rơi vào nhà 10 thì nửa còn lại sẽ có năng lực nghề nghiệp tốt. Nếu rơi vào nhà 11 thì bạn thường làm quen với bạn đời trong vòng bạn bè, có thể đã có tiền sử kết hôn hoặc mới kết thúc mối tình dài năm, người đó ở xa bạn. Điều này có nghĩa là sau khi kết hôn, các bạn không ở bên nhau hàng ngày và hai bạn thường sống ở những nơi khác nhau. Nếu rơi vào cung 12 thì hãy cẩn thận với những bí mật ẩn giấu trong hôn nhân, đối phương hoặc bạn có thể ngoại tình, hoặc bạn là người thứ ba. Đồng thời bạn coi trọng sự lãng mạn hơn là thực dụng trong hôn nhân. Các góc chiếu của Juno. Các góc chiếu của Juno và các hành tinh khác cũng sẽ có tác động nhất định đến tình trạng hôn nhân. 90 độ và 180 độ gây ảnh hưởng tiêu cực, chẳng hạn như Juno 90 độ, 180 độ sao thổ, bạn có rất ít mối quan hệ yêu đương, dễ bỏ lỡ tình yêu đích thực và buộc phải kết hôn ở độ tuổi có thể kết hôn. Juno 90 độ, 180 độ sao diêm vương, bạn thường yêu xa, kết hôn chóng vánh, dễ hối hận. Juno 180 độ sao hải vương, dễ yêu nhầm người, kết hôn bốc đồng, mơ mộng không thực tế, mang đến một cuộc hôn nhân chớp nhoáng, nó cũng có thể dẫn đến một cuộc ly hôn chớp nhoáng. Juno 90 độ, 180 sao thiên vương, sống ở hai nơi sau khi kết hôn, ít gặp nhau và nhiều chia ly hơn. Juno tam hợp, 120 độ sao kim, nửa còn lại phù hợp với gu thẩm mỹ của riêng bạn. Điều này có thể có nghĩa là bạn đang kết hôn với người bạn đời lý tưởng của mình. Sao kim 90 độ, 180 độ với sao hỏa, sao mộc, sao thiên vương, cảm xúc rất bất ổn, thường thay đổi quyết định. Tất nhiên, tình huống cụ thể còn tùy thuộc vào các góc chiếu tạo với Juno. Suy cho cùng, bản thân hôn nhân là một vấn đề phức tạp mà không phải sao.